từ vãng vãng, đẳng cấp Rikit, dinh thự đi mất 7 tiếng đồng hồ và khối tài sản choáng ngợp. Từ Vãng Vãng sinh năm 1990 là con gái duy nhất của ông hoàng cửa gỗ châu Á Từ Tĩnh Uyên, tập đoàn Metigan, nhà sản xuất cửa gỗ lớn nhất châu Á với hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn Trung Quốc. Từ Vãng Vãng thực sự là một công chúa ngậm thìa vàng từ khi mới chào đời, xuất thân là một phú nhị đại. Nhưng cô luôn nỗ lực tách bản thân khỏi những định kiến bằng hướng đi riêng của mình, trở thành người phụ nữ quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn đối với làng mốt thế giới. Từ Vãng Vãng là con một, rất có khả năng một ngày nào đó việc tiếp quản đế chế của gia đình nên cho cô chuẩn bị cho cô mọi điều kiện để có thể trở thành nữ doanh nhân ngay từ khi còn nhỏ. Không chỉ là đỉnh cấp phú nhị đại được cưng chiều từ tấm bé, Từ Vãng Vãng còn là người kế thừa sản nghiệp của gia đình trong tương lai. Chính bởi vậy, cô được dạy dỗ vô cùng cẩn thận, luôn sử dụng những vật dụng tốt nhất, học theo những ngôi trường danh giá bậc nhất và giao lưu với những người bạn cùng đẳng cấp và giàu có hàng đầu Trung Quốc. Sinh ra ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nhưng ngay từ nhỏ, nàng tiểu thư 9X đã được gửi đi học ở nước ngoài. Cô tốt nghiệp học viện thời trang London và được tiếp nhận đủ mọi tinh hoa của giới nhà giàu. Vãng Vãng nhanh chóng thể hiện được bản lĩnh của mình khi trở thành nhà đầu tư trẻ tuổi, người bảo trợ nghệ thuật và tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện. Trong những cuộc phỏng vấn với truyền thông, Từ Vãng Vãng luôn tự hào nói rằng cha là người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất của cô. Ông ấy luôn sống và làm việc với tầm nhìn xa, sự đam mê, quyết tâm và ý thức hành động. Ông Từ Tĩnh Uyên, người được đào tạo về kỹ thuật máy tính và trước đây làm việc trong ngành ngoại giao Trung Quốc, là một trong những thế hệ doanh nhân đầu tiên gặt hái thành công sau cuộc cách mạng văn hóa. Cô kể rằng, bố cô luôn hỏi từ khi cô 5 tuổi rằng, con đang ở đâu, con muốn đi đâu và con định đến đó bằng cách nào. Cha dạy rằng không có gì là không thể, khi là một doanh nhân, bạn phải là người giải quyết được mọi vấn đề. Cha cũng luôn nhấn mạnh ba phẩm chất, biết yêu thương, đóng góp cho xã hội, gia đình và luôn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Xuất thân trong một gia đình có khối tài sản khổng lồ, cô không muốn bị coi là một phú nhị đại và luôn nỗ lực để rời xa danh xưng đó càng xa càng tốt. Nói với truyền thông, Từ Vãng Vãng cho biết, phú nhị đại là danh hiệu mà bản thân tôi ít muốn dính dáng đến nhất. Cô tự thấy bản thân mình phù hợp hơn khi được gọi là một nhà đầu tư, nhà từ thiện và là người bảo trợ nghệ thuật. Nữ doanh nhân ảnh hưởng lớn nhất đến thời trang châu Á. Sau khi tốt nghiệp bằng quản lý thời trang năm 2013, Từ Vãng Vãng bắt đầu hoàn thành các chương trình học khác nhau như đầu tư tác động Đại học Oxford, điều hành trường kinh doanh thuộc Đại học Cambridge, phát triển nhà lãnh đạo mới nổi Đại học Columbia. Ngay từ khi còn đi học, cô đã được giới thiệu tại các sự kiện danh giá như International Boston Ball, New York, Mỹ và Queen Charlotte Ball, London, Anh. Cô trở về quê hương sau khi hoàn thành chương trình học ở Anh để làm việc cho tập đoàn Metigan. Tại đây, Từ Vãng Vãng được bổ nhiệm chức phó chủ tịch vào năm 2015. Cùng năm đó, người đẹp thành lập You Capital, công ty đầu tư tập trung vào các doanh nghiệp mới nổi trong lĩnh vực thời trang, phong cách sống và công nghệ. You Capital được phát triển thành You Holdings 2 năm sau đó. Từ Vãng Vãng nói rằng, cô giống như một cây cầu kết nối Trung Quốc đương đại với phương Tây thông qua hình thức kinh doanh, công nghệ, thời trang và nghệ thuật. Cô là cầu nối cho các thương hiệu xa xỉ nước ngoài dần tiến vào thị trường Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn Forbes, Từ Vãng Vãng cho biết, ngay từ nhỏ, cô đã mong muốn trở thành một doanh nhân, nhưng đó không phải là kiểu doanh nhân truyền thống như cha mình. Tôi muốn làm điều gì đó mới mẻ và tìm con đường riêng. Bà Anna Wintour, tổng biên tập tạp chí Vogue, là hình mẫu tôi muốn hướng đến. Đó là một người phụ nữ không sợ thất bại, sẵn sàng phá vỡ các quy tắc và hiện trạng, nhà đầu tư mạo hiểm 30 tuổi nói. Thông qua các dự án thời trang và phong cách cá nhân của mình, Từ Vãng Vãng đã khẳng định vị trí của bản thân trong làng thời trang ở Trung Quốc, đặc biệt là đối với các thương hiệu xa xỉ. Cô thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn và những sự kiện thời trang hàng đầu thế giới, trong đó có Met Gala, sự kiện thường niên được dẫn dắt bởi tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ Anna Wintour diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Theo Jean Daly, Từ Vãng Vãng là người có ảnh hưởng, góp phần định hình ngành công nghiệp thời trang xa xỉ ở Trung Quốc. Tạp chí The Times của Anh cũng ca ngợi, cô là người phụ nữ quyền lực nhất làng thời trang. Từ Vãng Vãng cũng thường xuyên là khách viết của những sự kiện thời trang hàng đầu thế giới với sự góp mặt của các minh tinh hàng đầu thế giới. Ở tuổi 30, nữ doanh nhân có được cả tiếng và địa vị như bây giờ nhờ gia thế cũng và tài năng thực sự, không chỉ trong lĩnh vực thời trang mà còn cả đầu tư, kinh doanh. Bạn bè của cô đều là những nhân vật tầm cỡ, từ Victoria Beckham cho đến các thiên kim tiểu thư hàng đầu Trung Quốc như Hà Siêu Doanh, con gái của ông trùm sòng bạc Macau khét tiếng. Tháng 8 năm 2018, nữ doanh nhân Từ Vãng Vãng được Forbes Trung Quốc đưa nữ doanh nhân vào danh sách 30 Under 30 thuộc lĩnh vực nghệ thuật và thời trang. Vogue miêu tả Từ Vãng Vãng là một trong những nhà tài trợ quan trọng nhất cho thời trang ngày nay. Cô cũng là người châu Á đầu tiên đóng góp cho tạp chí này. Theo Vogue Anh, Từ Vãng Vãng thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới các chi tiết của thời trang cao cấp. Niềm đam mê này giúp cô thành lập công ty đầu tư thời trang có sức ảnh hưởng lớn. Nữ doanh nhân xinh đẹp từng chia sẻ trên Fashion Network,
Tôi biết thời trang là trò chơi lâu dài, tôi thấy mình sẽ làm điều này suốt đời. Cô hình dung rằng khi 80 tuổi, cô sẽ có trong tay 50 thương hiệu trong danh mục đầu tư. Cuộc sống xa hoa với đầy ắp hàng hiệu, biệt thự rộng lớn đi 7 tiếng mới hết một vòng. Dù có mối giao thiệp rộng rãi, nhưng Từ Vạn Vạn lại sống khá kín tiếng. Cách đây không lâu, cuộc sống xa hoa trong biệt thự đắt giá ở Thượng Hải của cô được tiết lộ, khiến không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đó là một căn biệt thự đi 7 tiếng mới hết một phòng, nằm ở thành phố Thượng Hải. Giá đất ở Thượng Hải đắt đỏ đến mức người ta phải ví von rằng trúng xổ số rồi mới mua nổi nhà. Ấy vậy mà một cô nàng hot girl đến làm khách tại nhà của Vạn Vạn là chia sẻ cô phải mất tới 7 tiếng đồng hồ mới tham quan hết một phòng quanh dinh thự của nhà họ Từ. Không cần nói nhiều, người ta cũng tự hiểu cơ ngơi của gia đình Từ Vạn Vạn khủng đến mức nào. Không những vậy, Từ Vạn Vạn còn sở hữu rất nhiều bộ sưu tập quần áo đặc may riêng từ các nhà mốt nổi tiếng, giày dép cùng túi xách hàng hiệu đắt đỏ, trang sức phiên bản giới hạn, bạc ngàn mỹ phẩm, nước hoa đắt giá và búp bê baby có giá trị không hề rẻ. Trên mạng xã hội, Từ Vạn Vạn thường xuyên khoe ảnh về kho đồ hiệu khổng lồ của mình. Cô sở hữu những bộ sưu tập túi xách, trang phục, phụ kiện thuộc những thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới như Gucci, LV, Christian Dior, BVL Gary, Chanel, Dolce & Gabbana. Giống hầu hết phú nhị đại khác, Từ Vạn Vạn thường xuyên đăng ảnh du lịch bằng trực thăng, du thuyền riêng, tham dự sự kiện sang chảnh, mua sắm đồ hiệu đắt đỏ. Cô thậm chí sở hữu cả máy bay riêng để phục vụ nhu cầu di chuyển của mình. Cuộc sống như công chúa của Từ Vạn Vạn có lẽ là ước mơ của rất nhiều cô gái trẻ trên thế gian.